Chào các em, hôm nay thầy sẽ cùng với các em cùng nhau tiếp tục ôn tập toán nâng cao lớp 5 cuối tuần 8. Ở tuần này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các kiến thức về so sánh số thập phân và viết các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào giải quyết từng bài tập 1. Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. A. Cho các số thập phân 4,15, 4,860, 4,91, 4,84. Số thập phân lớn nhất trong các số trên là. Đáp án nhất A. 4,15. Đáp án B. 4,860. Đáp án C. 4,91. Đáp án D. 4,84. Để tìm ra được số thập phân lớn nhất trong các số này thì chúng ta sẽ so sánh như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải so sánh theo thứ tự từ trái sang phải và so sánh phần nguyên trước, phần thập phân sau. Ở đây chúng ta thấy phần nguyên đều là 4, vậy chúng ta phải so sánh sang phần thập phân. Đầu tiên là ta so sánh sang hàng phần 10. Phần 10 ở đây là 1, phần 10 ở đây là 8, phần 10 ở đây là 9, phần 10 ở đây là 8. Ta thấy phần 10 là 9 lớn nhất, cho nên chúng ta chắc khoanh vào đáp án C. Phần B, cho các số thập phân 3,28, 4,56, 3,3, 4,7. Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là. Chú ý ở đây là người ta yêu cầu sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé có nghĩa là giá trị của dãy số đó phải giảm dần. Đầu tiên chúng ta hãy so sánh ở hàng, so sánh với đáp án A. Ta so sánh hàng phần nguyên 3, 4, 3, 4 không theo thứ tự nào cả, cho nên ta bỏ đáp án này. Đáp án B 3, 3, 4, 4 đây không theo thứ tự từ lớn đến bé, cho nên chúng ta cũng sẽ không lựa chọn đáp án này. Đáp án C phần nguyên là 3, 3, 4, 4 cũng theo thứ tự từ bé đến lớn, cho nên chúng ta cũng không chọn đáp án này. Và đáp án còn lại chính là đáp án mà chúng ta sẽ lựa chọn. 4, phần nguyên là 4, 4, 3, 3. Rõ ràng là theo một dãy số giảm dần. Vậy tôi chọn đáp án này. 4 với 4 bằng nhau, ta so sánh ra phần 10. 7 lớn hơn 5. Vậy phần nguyên ở đây là 3, 3 bằng nhau. Phần 10 là 3, 2, 3 lớn hơn 2. Và 3,3 phía trước, như vậy là đúng rồi. Như vậy ta đã có đáp án D là đáp án chính xác. Câu C, tìm số tự nhiên x biết 1,45 bé hơn x và nhỏ hơn 4,3. Ở đây là người ta yêu cầu chúng ta tìm số tự nhiên. Các bạn nên chú ý đây là tìm số tự nhiên nằm ở trong khoảng này. Sau đó tôi thấy này, x là số tự nhiên và lớn hơn 1,45, vậy x sẽ là 2, 3, 4. 4 vẫn bé hơn 4,3, 5 thì lớn hơn 4,3, không được. Như vậy ta sẽ có 3 đáp án của x, đó là x bằng 2, x bằng 3, x bằng 4. Và đây ta thêm một đáp án nữa, đó là tất cả các đáp án. Như vậy là tất cả những đáp án còn lại mà chúng ta trước đó có đủ điều kiện để thỏa mãn yêu cầu của bài. Sau đó ta chọn đáp án cuối cùng là D. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Ở bài này là bài toán so sánh số thập phân.
Sau đó ta sẽ so sánh theo thứ tự từ trái sang phải, so sánh phần nguyên trước, phần thập phân sau. Ở đây ta thấy 3 bằng với 3, 0 và phần 10 bé hơn 7 phần 10, điền dấu bé, do đó ta điền kết quả đây là đúng. Câu B, 0,05 bằng 5. Ở đây ta thấy này, phần nguyên là 0, so sánh số đây là số tự nhiên 5, có nghĩa là phần nguyên nó là 5. 0 mà bằng 5 rõ ràng là sai, cho nên ta đã ghi đáp án là SC. Câu C, ta so sánh phần nguyên 7 với 7 bằng nhau. Sang phần thập phân, phần 10, 5 với 5 bằng nhau. Các chữ số 0 ở phía bên tay phải của số thập phân thì không làm cho số thập phân đó thay đổi giá trị. Do đó 7,5000 cũng bằng 7,5. Mà ở đây đáp án đây người ta cho là lớn hơn. Như vậy cách so sánh này là sai, ta nhìn SC. Câu D, so sánh phần nguyên 0 bằng với 0 phần 10, 0 bằng 0, phần trăm 9 bằng 9, và chữ số 0 ở phần nghìn đây cũng là 0. Kết quả so sánh là bằng nhau. Vậy ta điền đáp án đây là đúng. Bài tập số 3, điền dấu thích hợp vào ô trống. Ở đây ô trống này mục đích là so sánh hai số thập phân, và chúng ta vẫn tiếp tục so sánh theo quy tắc từ trái sang phải, phần nguyên so sánh trước, sau đó đến so sánh phần thập phân. 999 so sánh với 1000, như vậy 999 bé hơn 1000, ta điền dấu bé. Phần nguyên ở đây là 45 bằng nhau. Ta so sánh sang phần thập phân, phần 10 2 bé hơn 3, cho nên ta điền dấu bé. Chúng ta không cần quan tâm đến những chữ số ở phía sau nữa. Tiếp theo, 32,94 so sánh với 33. 32 phần nguyên bé hơn 33, ta điền dấu bé. 81,09 so sánh với 81,0900, ta thấy là phần nguyên là 81 bằng nhau. Phần thập phân, phần 10 0 bằng 0, phần trăm 9 bằng 9. Hai chữ số 0 ở phía bên phải không làm thay đổi giá trị của số thập phân đó, cho nên ta hiện ở đây là dấu bằng. Ta vừa sẽ giải quyết xong bài tập số 3. Bài tập số 4, viết thêm chữ số 0 vào bên phải để được các số thập phân mà phần thập phân có 4 chữ số. Ở đây người ta yêu cầu phần thập phân có 4 chữ số. 4,5 thì ta thấy là 4,5 ở phần thập phân chỉ có 1 chữ số. Do đó ta cần thêm 3 chữ số 0 nữa vào bên phải, nhưng giá trị của số thập phân này vẫn không thay đổi. Vậy ta điền ở đây là 4,500, ta điền thêm 3 chữ số 0 nữa để đủ 4 chữ số. Ở đây có 2 chữ số ở phần thập phân, vậy chúng ta phải điền thêm 2 chữ số 0 nữa ở phía bên phải. Vậy ta điền vào đây là 3,3,0800. Ở đây có 3 chữ số ở phần thập phân, do đó ta điền thêm 1 chữ số 0 nữa ở phía bên phải. Ở phần đó 2,7,0,50. Như vậy là đủ 4 chữ số ở phần thập phân. Ở đây chỉ có số tự nhiên là 4 thôi. Khi chuyển sang số thập phân, đánh dấu phẩy và thêm vào đó 4 chữ số 0 ở phần thập phân. Và kết quả này, số thập phân này cũng chính bằng số tự nhiên là 4. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 4. Bài 5,
sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Để làm được bài tập này, chúng ta cần trải qua hai bước. Bước 1 là so sánh số. Bước thứ hai là sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Để sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn thì dãy số này là một dãy số tăng dần. Đầu tiên chúng ta so sánh phần nguyên. Ở đây có 31, 30, 30, 30. Vậy thì bé 30, bé hơn 31. Nhưng ở đây có 3 số tập phân đều có phần nguyên 30 thì chúng ta sẽ tiếp tục so sánh sang hàng phần 10. 6, 2, 4. 2 là bé nhất, do đó chúng ta sẽ biết số tập phân 30,26 đầu tiên. Số tập phân tiếp theo sẽ là 30,48. Số tiếp theo là 30,62. Và số tập phân cuối và số tự nhiên cuối cùng là 31. 31 lớn hơn 30. Vậy ta đã làm xong bài tập A. Bài tập B, sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Phần này thì chúng ta sắp xếp ngược lại, chúng ta cũng cần phải so sánh, nhưng có hướng một chút, đó là chúng ta thấy ở đây có hỗn số, vậy trước khi so sánh chúng ta phải đổi hỗn số ra số thập phân. 53/10 tức là 5,3, 4,84% tức là 4,84. Bây giờ theo thứ tự từ lớn đến bé là chúng ta so sánh phần nguyên trước. 5, 5, 4, 4, 5 lớn hơn 4, cho nên chúng ta so sánh tiếp hai số thập phân tiếp theo. 53/10 tức là 5,3 so sánh với 5,09 thì 5,3 lớn hơn. Vậy ta sẽ ghi hỗn số 53/10 trước tiên, rồi sau đó là đến 5,09, số tập phân 5,09. 4,95 và 4,84 thì ta lấy 10 là 9, lớn hơn 8, vậy ta sẽ điền 4,95 trước, 4,84 sau. 4,84 tức là 4,84 là hỗn số 4,84/100. Đây chính là sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé ta vừa giải quyết được. Chúng ta chuyển sang bài tập số 6. Tìm được bao nhiêu chữ số x sao cho 4,22 bé hơn 4,9 bé hơn 4,63. Chúng ta nhận xét phần nguyên ở đây 4, 4, 4 đều bằng nhau. Phần 10, 2, x, 6. Như vậy, ta thấy là phần 10 có sự thay đổi một chút. Vậy ta so sánh ở đây chính là chữ số x ở đây chính là so sánh hàng phần 10. Vậy ta có hàng phần 10 2 bé hơn x và bé hơn 6, x lớn hơn 2 và bé hơn 6. Vậy x sẽ có giá trị là x, chúng ta nhận giá trị là x bằng, và x bằng 4, x bằng 5. Và ta kết luận, vậy tìm được 3 chữ số x thỏa mãn được điều kiện.
Vừa rồi chúng ta cùng nhau đi ôn tập toán nâng cao lớp 5 tuần 8. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.